cây giải trí Motobadu. Dạ xin mời sếp. Cũng như những gì mọi người đang nhìn thấy trước mắt, Motobadu cùng với hai người bạn là Chatka và Gashitaram, bốn người họ quyết định trở thành nhà sản xuất truyền hình. Họ sẽ sản xuất ra những chương trình giải trí cho chúng ta, và chúng ta sẽ coi chương trình thông qua hệ thống cáp của địa phương. Những chương trình này chắc chắn sẽ rất hot, bởi vì nội dung của nó được tất cả mọi người quan tâm. Chương trình sẽ nổi tiếng vì họ có một siêu sao giống như tôi đây sẽ xuất hiện trong mỗi số của chương trình. Chương trình nào cũng có mặt tôi hết, trong vai một người hùng. Mọi người đừng có nghe cảnh sát trưởng nổ. Nói về người anh hùng thì không ai thích hợp bằng tôi hết. Tôi mới là diễn viên giỏi nhất ở đây. Tôi phải xuất hiện trong chương trình của các anh. Các anh không thể không mời tôi được, con biết chưa? Thằng Linh ơi, cậu chỉ nói thì không ai tin đâu. Cậu phải diễn thì họ mới tin được chứ. Mọi người ơi, tôi chỉ là một người bán sa mô sa. Nhìn đừng có khinh thường tôi nha. Cuộc đời thay đổi làm sao biết trước được. Bởi vậy mọi người đừng có mà khinh tôi. Mọi người à, tôi sẽ làm nên chuyện lớn. Sau này mọi người sẽ có cái nhìn khác về tôi. Anh nghe đây Motu, diễn xuất của tôi mới là tốt nhất cái thị trấn này. Nói với họ đi, nói là tôi giỏi nhất. Nói màu. Đừng có ép người ta. Nè Motobadu, anh không cần phải sợ cảnh sát trưởng đâu. Hai anh cứ nói thật đi, đừng sợ. Hãy nói diễn xuất của tôi là tốt nhất đi hả? Đừng nghe anh ấy nói, diễn xuất của tôi mới là điêu luyện, diễn như không diễn. Nè, im miệng lại đi, về bán trà đi. Cậu mới là người phải im đó, mau đi dậy đám bốc đi, đi đi. Đủ rồi, cả hai người đi hết đi. Bởi vì tôi mới là diễn viên giỏi nhất. Hả? Hôm nay tôi sẽ cho hai người biết tay về dám giành vị trí diễn viên giỏi nhất của tôi và hình phẩm tay trên của tôi à. Đáng ghét, đáng chết, chết đi nè, đi đi. Tình huống này thiệt là nan giải. Nếu không cho tay đấm bốc đó vai người hùng thì chúng ta sẽ bị đánh tơi bời. Còn làm trái ý cảnh sát trưởng thì cả đám sẽ phải vào tù. Và chúng ta sẽ không được ăn samosa nữa nếu không cho bán trà đóng vai đó. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ôi thần Linh ơi, phải làm sao thì mới hài lòng người này hợp ý người kia đây? Chúng ta chết chắc rồi. Bát Lu, khi đói bụng thì tôi không nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi. Anh mau nghĩ cách phụ tôi đi. Sáng kiến, theo tôi nghĩ thì chương trình của chúng ta nên lấy tựa là Đừng Lo Chỉ Là Đùa Thôi. Chúng ta sẽ quay tất cả những cảnh vui nhộn của ba người họ một cách bí mật và phát sóng chương trình đó lên cho tất cả mọi người trong thị trấn của chúng ta coi. Nhưng nhớ là phải giữ bí mật, đừng có cho họ biết chuyện này đó. Đây đúng là ý kiến sáng suốt nhất và tuyệt vời nhất của anh mà tôi từng nghe được từ trước tới giờ luôn đó anh Bách Lu. Chúng ta sẽ thấy được những khía cạnh hài hước của mỗi người mà không cần phải trả cát xê. Được rồi Motobadu, hai người nghe nè. Bây giờ hai người sẽ hợp thành một nhóm. Còn tôi và Gashitaram sẽ trở thành một nhóm. Chúng ta sẽ chia nhau ra để quay phim cho tất cả bọn họ, được chứ? Dám giành với tôi hả? Tôi là người anh hùng. Các người chết đi, rồi họ sẽ chọn tôi. Đừng hòng giành với tôi, chết đi, chết đi. Quay được cảnh này thì đúng là quá hài luôn. Chết đi, chết đi. Chết nè, vai diễn đó nhất định phải là của tôi. Chết đi. Dám giành với tôi hả? Tôi cho các người biết vai anh hùng đó là của tôi, nghe rõ chưa? Dạ. Tụt hả? Tránh ra chỗ khác đi. Ta sợ nhất là chuột đó. Làm ơn đừng tới lại gần. Đi. Không, mẹ ơi, con sợ nhất là chuột. Đi đi. Ôi thần Linh ơi, con chuột đáng ghét, xấu xa, dơ bẩn, mau đi chỗ khác đi. Đừng, tao xin mày, tao không muốn té đâu. Không. Anh nhỏ tiếng thôi, tại đám bốc đó mà nghe được là chúng ta tiêu đời liền. Thần Linh ơi, làm sao mà cậu ta nghe được chứ? Cậu ta đang ở trong nhà, còn hai chúng ta đang đứng ở bên ngoài mà anh lo cái gì vậy không biết nữa. Lúc nãy tôi ở trong nhà nhưng bây giờ không phải như vậy. Và điều dĩ nhiên là ngày hôm nay tôi sẽ không bỏ qua cho hai người. Hai người mau biến đi. Biến mau. Cho chưa cái tật. Thần Linh ơi, là cái gì vậy nè? Không, mẹ ơi, gì vậy nè? Ôi, mẹ ơi, vòng, mẹ ơi, cái gì?
Có chuyện gì vậy hả Mô Tu? Sao tự nhiên anh lại la hét như vậy? Anh giúp tôi cái coi, hình như trong quần tôi có cái gì đó. Nó chạy qua chạy lại không? Ôi đừng mà, thần Linh ơi, đừng có cắn. Đừng cắn hả? Nhọc quá, đừng cắn. Ôi thần Linh ơi, đừng mà, cứu tôi với. Tiến sĩ Chaka nói cái máy chiếu này tốt dữ lắm. Anh nhìn chị Mô Tu, cảnh sát trưởng đang tới đó. Hai chúng ta sẽ quay phim xếp ấy. Mô Tu, bắt đầu nha. Ôi thần Linh ơi, ôi thần Linh ơi, sao lại có một tảng đá to như vậy nằm ở giữa đường giữa xá chứ? Tảng đá này từ đâu ra? Mình phải dời nó qua một bên mới được. Ôi thần Linh ơi, sao tảng đá này kỳ lạ vậy? Mình đã cố gắng nhưng không thể chạm được nó. Ta chính là ma tảng đá đây. Ngươi sẽ không bao giờ có thể chạm vào ta được đâu. Ngươi nghe rõ chứ? Ôi thần Linh ơi, ma tảng đá đã. Ngài ma tảng đá ơi, tôi xin lỗi ngài, ngàn lần xin lỗi ngài, xin lỗi vì đã mạo phạm tới ngài. Ta không thể bỏ qua cho ngươi được. Hôm nay ta nhất định phải trừng phạt ngươi thì ta mới hạ giả. Đừng mà, tha cho tôi, đừng có lại gần tôi. Ngài ma tảng đá, ngài tha cho tôi đi có được không? Tôi không muốn biến thành một tảng đá giống như ngài. Xin ngài mà cứu tôi với. Thần Linh ơi, anh coi cảnh sát trưởng kia kìa, chạy mất dép rồi. Nhát gan như vậy thì làm sao mà bảo vệ được thị trấn của chúng ta kìa chứ. Tôi sẽ cho anh thấy năng lực thật sự của cảnh sát trưởng Chinh Gâm tài ba này. Hiya, hãy xem đây. Đỡ nè. Karate. Đây là Sudo Ninja. Như vậy đủ chưa? Hay muốn tôi đánh nữa? Nói mau. Thôi, cảnh sát trưởng ơi, đủ rồi, đừng có đánh nữa, đừng. Mau lên, vào uống ly trà đi. Chúng ta là ma thì không có uống trà. Hãy im lặng và rời khỏi đây ngay. Nhưng mà tôi muốn ăn samosa. Anh không biết đâu, khi còn sống tôi hay ghé vào quán của ông bạn này để uống trà và ăn samosa lắm. Anh im lặng đi, không là bị đánh nữa bây giờ. Nè nè, là hai anh sao? Hai anh giả ma hụ tôi à? Tôi sẽ không bỏ qua cho hai anh đâu, chờ đó. Ông bác trời ơi, chúng tôi chỉ ghẹo ông cho vui chút thôi mà. Bình tĩnh, hai anh cứ ngồi xuống ghế đi. Tôi có làm gì đâu mà hai anh lại sợ dữ vậy. Cảm ơn ông vì đã không chấp nhất chúng tôi truyền giả ma để hù dọa làm cho ông sợ. Lấy cho tôi một dĩa samosa đi, tôi đang thèm dữ lắm. Thần Linh ơi, ông anh à, samosa thì tôi luôn có sẵn, nhưng mà phải chiên lên đã, cho nên anh chờ một chút. Nè ông bán trà, hình như samosa của ông bị khét á. Không phải samosa, mà là cái mông của anh đang cháy khét đó. Thưa mọi người, bây giờ chương trình của chúng tôi sẽ chính thức lên sóng. Chúng tôi đã đặt tên cho chương trình rồi. Lấy tên, đừng lo, chỉ là đùa thôi. Chúng tôi đã cho mỗi người vào vai người hùng của chương trình này. Ủa, mấy anh quay phim hồi nào vậy? Bốn chúng tôi đã chia nhau ra thành hai nhóm để quay phim. Bây giờ chúng tôi sẽ coi những đoạn phim do Mô Tô Bánh Lu quay phim trước đã. Mọi người đã sẵn sàng hết rồi. Còn đoạn phim của tôi và gã Sitaram sẽ chiếu cho mọi người coi sau ha. Mau tránh ra, đừng có qua đây. Tao đang nảy mày đó con chuột ơi. Mẹ ơi chú con. Mày không phải là một anh hùng mà giống như một tên khùng vậy đó. Ôi thần Linh ơi, đừng cứu, cứu tôi với. Nè.
chết mẹ. Giống quầy lấy đi. Nát đi. Chắc vô. Chết đi. Mọi người à, đừng có giận dữ như vậy. Vì chương trình lần này của chúng tôi có tên là Đừng Lo Chỉ Đùa Thôi. Bây giờ xin mọi người hãy coi đoạn phim do tôi và Ga Sitaram đã quay được nha. Được không? Chết nè. Chết nè. À, người anh em người bạn của tôi đừng có lo, chỉ là đùa thôi mà. Tiến sĩ ơi, hãy giúp chúng tôi. Mấy cái cửa nhà chúng tôi bị hư hết rồi. Cửa ra vào với cửa sổ cái nào cũng hư hết. Chúng tôi có nói chủ nhà mà chủ nhà chưa chịu sửa lại nữa. Đúng đó tiến sĩ, xin hãy giúp chúng tôi. Xin hãy giúp với. Bây giờ chúng tôi phải biết sống ở đâu trong cái thế giới rộng lớn này đây chứ. Ôi Mô Tu, người anh em, người bạn của tôi, các anh không cần phải lo lắng gì hết. Tạm thời tôi sẽ cho hai anh sống trong một căn nhà di động. Nhà di động sao? Đúng vậy Bát Lu à, một căn nhà di động. Có điều nó cũng giống như một con người thật sự vậy. Nó có thể nói chuyện được nè, thậm chí nó còn biết đi nữa. Hai anh muốn mang nó đi đâu cũng được hết hả? Quang hô! Thần linh ơi tiến sĩ, căn nhà đó ở đâu vậy? Ở đâu hả? Cho tôi coi, cho tôi coi cái coi. Đi theo tôi. Ông mau cho chúng tôi coi căn nhà đi. Chào buổi sáng tiến sĩ Jatka. Xin giới thiệu với hai anh, tên của căn nhà này là Mai. Nó có thể nói chuyện giống như con người vậy đó. Nhưng hãy nhớ, nó là một căn nhà rất ưa sạch sẽ. Nó kỹ tính lắm, cho nên hai anh cần phải lưu ý. Nếu trước đây sống bê bối cẩu thả thì bây giờ phải thay đổi đi là vừa. Còn một điều nữa, nó sẽ không cho bất kỳ ai vào nếu như họ không chịu đóng phí. Và phí vào nhà ở là 50 ruby. Các anh đồng ý chứ? Muốn ở thì phải đóng 50 ruby hả? Phải, để giữ cho nó hoạt động tốt thì phải thu phí vào nhà. Hai anh cứ nghĩ giống như hai anh trả tiền thuê nhà mỗi ngày vậy đó. Hai chúng tôi đồng ý, không vấn đề. Mau lên Bát Lu, chúng ta dẫn nó đi. Dẫn nó về phía căn nhà cũ của chúng ta đi Bát Lu ơi. Đi thôi anh bạn, theo chúng tôi. Tôi không phải bạn anh, anh chỉ là người thuê nhà thôi. Chủ nhà và người thuê nhà không thể làm bạn. Nên anh không được phép kêu tôi là bạn. Nè Mô Tu, căn nhà đó là sao vậy? Nó biết đi hả? Là tiến sĩ Jatka cho chúng tôi mượn căn nhà này đó. Ông ấy đã giải quyết vấn đề nhà ở cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sống trong căn nhà này nè. Nè ngày mai, mở cửa cho chúng tôi. Chúng tôi muốn vào trong đó. Phí vào cửa là 50 ruby. Hãy bỏ tiền vào khe hộp trên cửa, bỏ vào đó đi. Thần Linh ơi, tôi cứ tưởng chuyện đóng phí vào nhà mà tiến sĩ Jatka nói chỉ là chọc chúng tôi thôi chứ. Mà nếu phải trả tiền thì tôi chỉ trả vào buổi tối thôi hà. Tới tối vẫn không trả thì sao? Chuyện đó thì anh không cần phải lo. Hai chúng tôi có rất nhiều bạn bè. Nếu chúng tôi không trả thì họ sẽ trả giúp cho chúng tôi mà. Thôi được, vậy thì mời vào. Chúng ta mau vào đi, coi bên trong có những gì ha. Ôi thích quá. Căn nhà tuyệt vời. Đề nghị hai anh cởi giày ra trước khi vào nhà. Nếu không thì căn nhà sẽ bị dơ. Hai anh phải giữ cho căn nhà sạch sẽ 24/24. Giày dép của hai anh phải để bên ngoài. Thôi im đi, đừng có lải nhải nữa, có được không? Chúng tôi cứ mang giày vào nhà đó. Vậy anh định sẽ làm gì đây? Xin lỗi, tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh mà. Cái gì vậy? Tôi cởi giày ra rồi mà. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi ngày mai mà. Từ nay tôi không dám như vậy nữa. Xin lỗi, đừng đánh tôi nữa.
Hai anh có người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa không hả? Không có, hai chúng tôi tự làm việc nhà. Chén dĩa đã dùng mà chưa rửa sẽ làm dơ bẩn căn nhà và côn trùng xuất hiện. Còn tôi thì cực kỳ ghét bọn côn trùng, bọn chúng làm tôi thấy khó chịu. Hai anh phải giải quyết xong chuyện này. Nếu anh thấy khó chịu như vậy thì anh tự rửa luôn đi cho rồi. Được, tôi sẽ tự rửa. Nhưng tôi sẽ cọ rửa các anh thay vì đóng chén dĩa đó. Nói coi, hai anh có đi rửa chén hay là không? Thì anh cứ mở cửa ra đi, chúng tôi sẽ vào trong đó chà rửa dọn dẹp thật sạch sẽ cho anh. Hai anh đóng phí vào nhà trước đi. Bây giờ hai chúng tôi không có tiền, chúng tôi tính ra ngoài để đi lấy tiền đây nè. Anh nói coi, anh muốn hai chúng tôi ở lại đây để dọn dẹp nhà cửa hay là đi lấy tiền đây? Dĩ nhiên là hai anh phải ở lại dọn dẹp nhà cửa rồi. Anh đúng là quá đáng mà. Bây giờ tôi phải đi gặp tiến sĩ Jacka nói chuyện mới được. John sẽ là ông trùm. John chính là ông trùm. Ta sẽ bán căn nhà giá trị này. Không lâu nữa ta sẽ trở nên giàu có lắm đây. Đại ca ơi, đại ca, bữa nay đại ca làm thơ hay ghê. Làm thơ cái đầu của người đó. Người đúng là đồ ngốc mà. Làm ơn nghĩ cách để làm giàu đi có được không? Sao ta lại có hai tên đàn em ngốc nghếch như hai ngươi vậy? Làm ơn tìm cách bán căn nhà giá trị đó đi, rồi tất cả chúng ta sẽ trở thành triệu phú. Ơi thần Linh ơi, anh bạn John, nếu anh muốn thành triệu phú thì vô ngân hàng mà lấy tiền, chứ ngôi nhà này thì anh không được phép đụng tới đâu ha. Ông đang thách thức John này đó hả? Ông anh vẫn còn non kém lắm. Ông biết rõ tôi là ai mà, vậy mà còn dám ngăn cản tôi sao? Những người lạ không được phép bước chân vào căn nhà này. Chúng tôi là bạn của Motobat Lu mà. Chúng tôi không phải là người lạ. Vậy thì mời vào. Phải vậy chứ. Cảm ơn nha. Mau cởi giày ra cho tôi nhanh lên. Hiện giờ Motobat Lu đang nợ tôi 50 ruby tiền phí vào nhà. Họ có nói với tôi là nếu họ không trả được thì bạn của họ sẽ trả tiền giúp cho họ. Các người là bạn của họ nên phải trả tiền. Ta là ông trùm, ta chính là ông trùm. Và ta chỉ lấy tiền chứ không có trả tiền. Ngươi có hiểu chưa? Thật là quá lắm. Chưa từng ai dám đối xử với ta như vậy hết. Vậy mà hôm nay là bị một căn nhà kỳ dị quay như trong trống. Nó lại chọc cho máu nóng của mình nổi lên rồi. Motobat Lu thật may mắn khi được sống ở đây. Nhưng mà mình đã có cách để tống khứ hai người bọn họ ra khỏi căn nhà này rồi. Sau đó mình sẽ dọn đồ đạc về đây ở. Căn nhà này cứ như là trong mơ. Mình cứ thử một lần coi sao, biết đâu sẽ thành công. Sao? Rốt cuộc có trả tiền cho tôi không? Anh đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Bây giờ trả tiền cho tôi hay là muốn bị ăn tát hả? Bình tĩnh nghe tôi nói đã. Đằng nào anh cũng phải thu tiền của họ mà có đúng không hả? Thử nghĩ coi, Motobat Lu sẽ ở đây trong 10 năm. Vậy tại sao anh phải đòi tiền phí của họ mỗi ngày làm chi cho cực khổ hả? Hãy thu trước một lần luôn đi. Như vậy tiền sẽ không có bị lắc nhắc ha. Anh thấy đúng không? Tính coi 50 ruby một ngày thì 10 năm sẽ là bao nhiêu? Còn phải cộng 10% tiền lãi mỗi năm. Tương tự như vậy cho 10 năm thì anh sẽ được bao nhiêu tiền hả? Anh cứ tính một lần thử đi. Anh phải chọn hướng đi có lợi cho anh chứ. Cứ thu luôn tiền phí của 10 năm. 1 triệu ruby. Đó, thấy chưa? Tôi đã giúp cho anh chọn ra phương án có lợi nhất. Anh đòi tiền Motobat Lu đi. Đòi đủ 1 triệu ruby, không thiếu xu nào ha. Sao phải như vậy? Tôi không cần đòi họ. Tôi sẽ thu tiền các bạn của họ. Các người không trả tiền thì đừng hòng thoát. Có tiền rồi, tôi trả anh 50 ruby á. Không phải 50 ruby. Đưa 1 triệu ruby cho tôi. Tôi phải thu tiền nhà của hai anh trong 10 năm. Không thu lắc nhắc mỗi ngày nữa. Thôi thần Linh ơi, anh nghĩ sao mà thu tiền nhà tới 10 năm luôn chứ? Tính sao ra 1 triệu hay vậy? Thì tiền lãi. Tiền lãi sẽ sinh ra tiền lãi nè. Từ lãi đơn sẽ qua lãi kép. Rồi lãi kép sinh ra lãi kép. Xin lỗi, không phải 1 triệu ruby. Tôi đã tính sai rồi. Phải 100 triệu ruby mới đúng.
Sẽ không có chuyện hai chúng tôi đưa cho anh 100 triệu ruby đâu nha. Nè tiến sĩ, ông nói gì đi. Tiến sĩ muốn nói cái gì thì để sau này hãy nói đi. Vì tôi bận xử lý hai anh kia trước rồi. Bây giờ chúng ta phải tìm cách nào đó cắt đứt sợi dây màu đỏ thì mọi rắc rối sẽ được giải quyết ngay lập tức. Phải cắt cho bằng được, có như vậy thì căn nhà mới ngừng hoạt động và không chuẩn theo chúng ta nữa. Hả? Mau đưa tiền cho tôi, mau đưa tiền cho tôi. Chúng tôi dời. Không, tôi dời. Cô dời. Mô Tu, anh tìm cách đánh lạc hướng căn nhà đi. Tôi sẽ vào bên trong tháo câu chuyện của sợi dây màu đỏ như lời tiến sĩ nói. Tại hai người mà bọn ta phải dính phải rắc rối ở đây. Bọn ta sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Đừng đánh nữa. Tôi giờ đây là để giải quyết rắc rối mà. Ủa anh ta đâu rồi? Hả? Cảm ơn nhiều. Ôi, Mô Tô Bách Lô bạn của tôi, hôm nay anh đã làm rất tốt đó. Nếu không thì tất cả chúng ta sẽ rất là mệt mỏi và mọi người không thể thoát ra khỏi căn nhà. À. Ông chính là nguyên nhân. Đừng có đánh nữa, đau quá. Đưa 1 triệu ruby cho tôi. Tôi kêu đưa 1 triệu ruby cho tôi mau. Sao điện trong nhà cứ chập chờn hoài vậy không biết nữa. Bây giờ đã là mùa hè rồi còn gì mà cả ngày không có điện cho chúng ta xài nữa. Thiệt tình à, tôi sắp chịu hết nổi rồi đây nè. Anh nóng nảy quá. Và tôi thì sắp chịu hết nổi anh rồi đây nè. Không có điện thì chúng ta có thể làm gì được đây hả? Anh nói nghe coi. Ôi Bát Lu ơi, khi đói bụng tôi không thể suy nghĩ ra được cái gì hết trơn hết trọi á Bát Lu. Ôi, hay anh cho tôi vài gợi ý làm sao để giữ bát với cái nóng này đi Bát Lu. Sáng kiến. Nè, đừng làm vậy, đừng có làm vậy mà. Anh nghĩ cách gì khác đi, dừng lại. Nếu bây giờ tôi không hạ nhiệt cho anh thì anh sẽ tiếp tục làm tôi thấy khó chịu cho mà coi. Thôi, dừng lại đi, dừng lại. Nên các anh đã tạm nước hạ nhiệt cho tôi, khiến tôi cảm thấy cảm động quá. Thật cảm ơn Mô Tô Bách Lu, cảm ơn hai anh rất nhiều. Người anh em à, cậu làm chúng tôi sợ hết hồn luôn đó. Đây nè, cậu hãy nhận thêm nước cho mát hơn đi. Bây giờ tôi đã cảm thấy mát mẻ lắm rồi. Bây giờ tới lượt tôi làm cho các anh mát mới phải. Tôi sẽ cho các anh hưởng một không khí mát mẻ tới nỗi các anh không bao giờ quên được. Biến đi, biến luôn đi. Đầu tiên là chuyện cả ngày không có điện, còn giờ tới chuyện dây điện lại bị đứt. Mọi người sẽ tức tới mức phát điên cho coi. Nhanh lên, chúng ta hãy mau sửa nó thôi. Được rồi, chúng ta cùng nhau tìm cách nối lại sợi dây điện đi. Vậy là tên John đang lợi dụng tình trạng mất điện để kiếm tiền đây nè.
Tôi hy vọng rằng hắn ta không có liên quan đến chuyện mất điện này. Thôi bỏ đi, giờ hãy nói dây điện lại trước đã rồi mới nghĩ xem ai có liên quan và ai không có liên quan. Làm sao chúng ta có thể leo lên trên cao đó để nối dây điện lại được? Có rồi Bách Lu ơi, chúng ta sẽ qua lấy cái thang đem qua đây rồi leo lên sửa dây điện. Tôi nghĩ đã tới lúc chúng ta lên thiên đường gặp thần linh rồi đó. Anh có lời trăn trối nào cho tôi hay không vậy? Phải chỉ có một ít samosa nóng hổi ăn no bụng trước khi mất thì đỡ biết mấy. Nè, để tôi trước. Không được, để tôi đánh trước. Không, tôi trước mới đúng. Sao tôi phải nhường anh? Tôi đánh trước. Tôi đánh trước. Nhưng tôi muốn đánh trước mà. Tôi đánh trước. Tôi sao hai người lại cãi nhau dữ vậy? Nếu như muốn làm cái gì thì hai người hãy cùng làm một lúc đi. Cảm ơn tiến sĩ Shatka. Ôi thần linh ơi, họ đang cãi nhau chuyện đám văn mô tu bách lưu bay lên trời đó. Ta không trộm cướp, ta cũng không lừa bịp. Ta đến đây để giúp đỡ mọi người còn không kịp. Ta chính là John Quý Ông Lịch Thiệp. Thần linh ơi đại ca, đại ca làm thơ hay quá trời luôn. Quên vụ thơ ca ngớ ngẩn không ra gì đó đi tên ngốc. Mau đưa máy phát điện cho mô tô bách luôn nhanh lên. Mô tô bách lô, máy phát điện này là cho hai người, là hoàn toàn miễn phí đó. Từ giờ hai người sẽ không phải gặp khó khăn mỗi khi bị mất điện nữa đâu. Không, cảm ơn nha. Chúng tôi không muốn thứ gì miễn phí hết. Nếu cần chúng tôi sẽ tự mua nó. Cảm ơn lòng tốt của mấy anh nhiều ha. Cảnh sát trưởng à, tôi có gửi một cái đến nhà của sếp và một cái tôi gửi đến chỗ đồn cảnh sát. Mọi người yên tâm vì tôi chỉ bán máy phát điện này có phần nửa giá của thị trường. Tôi bán giá này cho tất cả người dân trong thị trấn Fufuri chúng ta. Tôi không thể trơ mắt nhìn người dân thị trấn chịu đựng cực khổ như vậy. Thôi tạm biệt. Mô tô bách lưu, hai anh xem đi. Kể cả John cũng đã tiến bộ, vậy mà hai anh vẫn không chịu ngừng việc quấy rối người khác. Cảnh sát trưởng ơi, chúng tôi cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề của thị trấn Fufuri này nè. Nãy giờ chúng tôi đang cố leo lên nối lại sợi dây điện bị đứt trên kia. Tại sao sợi dây điện này cứ bị đứt hoài vậy hả? Tuần trước tôi tới nối lại mấy lần, vậy mà giờ vẫn bị đứt nữa. Cảnh sát trưởng ơi, John là một tên trộm và hắn sẽ không bao giờ làm người tốt hết. Tôi chắc chắn hắn là người đứng sau chuyện đứt dây điện này và người cung cấp điện á có liên quan với nhau. Chúng tôi sẽ chứng minh chuyện này. Trèo lên thiệt cao để thoát thân nhanh lên đi. Nếu giờ chúng ta xuống dưới đất hết thì cả hai chúng ta chắc chắn sẽ bay lên thiên đường luôn đó Bách Lu ạ. Anh nói rất có lý, để tôi leo lên trên trước đã. Không, để tôi leo lên trước. Ê,
là đường dây gì? Tôi nghĩ nó được dùng để làm việc gì đó trái phép rồi. Có chuyện gì mờ ám ở đây? Được rồi, lần theo nó kiểm tra thử. Sợi dây điện mà Moto Patlu đang tìm cách nối lại, chúng ta sẽ lại cắt đứt nó, sẽ chẳng có ai nhận ra. Đó chính là sợi dây cung cấp điện cho toàn thị trấn Fufuri này. Chúng ta thiệt thông minh quá đây. Thì ra đây là trò lừa đảo của các người. Các người cắt dây truyền điện của cả thị trấn Fufuri chúng ta, khiến cho người dân của cả thị trấn phải chịu cảnh mất điện như vậy, để các người có thể bán máy phát điện. Các người vừa kiếm được tiền, vừa đánh bóng tên tuổi. Tôi nói đúng không? Giờ thì các người không thể chạy thoát được nữa đâu. Hôm nay chúng tôi đã bị đánh đòn bầm dập bởi vì các người. Mô tu, để tôi đánh trước. Không, để tôi đánh trước cho. Tôi nói là để tôi đánh trước. Tôi đánh trước, anh nghe rõ không? Ôi thần linh ơi, tôi đã nghe tất cả mọi chuyện rồi. Cả hai người đều là bạn mà, tại sao phải tranh giành tôi đánh trước anh đánh sau? Cần chi phải giành tôi hay anh đánh trước? Nếu muốn làm gì hai người hãy làm cùng nhau. Ha, các anh có quyền đó mà. Ồ, cảm ơn nha cảnh sát trưởng. Tôi đang đợi cơ hội này đây nè. Được rồi, bắt luôn, chúng ta bắt đầu đi. Nè, số 1 với số 2, bao đó lại dây điện liền đấy, nghe chưa? Nếu không thì đại căn của hai người sẽ nhừ tự dưới tay của tao đó, biết chưa? Chúng tôi đã nói lại sợi dây điện, và giờ cả thị trấn Fufuri này đã có điện trở lại. John, anh đã chính thức bị bắt. Moto Batlu, hai người đã cứu cả thị trấn Fufuri thoát khỏi việc mất điện bức bối, nên tôi sẽ cho các anh một phần thưởng cao quý, một phần thưởng xứng đáng với các anh. Cảm ơn sếp. Cảnh sát trưởng ơi, sếp có thể bắt chúng tôi trước khi tặng quà cho họ mà. Nãy giờ chúng tôi đã bị đánh tơi bời, làm ơn đừng tốn thời gian đứng đây nói chuyện nữa. Để chúng tôi vô tù trước khi Moto Batlu lại bắt đầu. Tôi đánh trước.